Mua nhà có lẽ là một trong những cái quyết định mà lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và trong cái video này thì tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn cái góc nhìn của tôi về cái việc là liệu chúng ta có nên mua nhà hay không, hay là chúng ta nên thuê nhà và để dành số tiền còn lại của chúng ta để đi đầu tư. Và trong video này thì chúng ta sẽ phân tích về dòng tiền cũng như là về cái logic và cảm xúc khi mà chúng ta mua hay là thuê nhà để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất. Và cũng giống như là các cái video khác thì tôi cũng sẽ chia sẻ, và ở dưới cái video này thì chúng ta sẽ có một cái timeline để chúng ta xem là phần nào thì tôi nói về cái gì, để các bạn đỡ mất thời gian khi mà chúng ta theo dõi cái video này. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái việc là những cái giả định trước khi mà chúng ta lên một cái dòng tiền, về cái việc là chúng ta nên quyết định theo cái kịch bản nào. Khi mà chúng ta mua hay là thuê nhà thì chúng ta sẽ có khoảng 3 cái kịch bản mà chúng ta sẽ phải suy tính để và chúng ta phải lên cái kế hoạch về dòng tiền. Và cái ba cái kịch bản đó là: thứ nhất là chúng ta mua đứt nhà, thứ hai là chúng ta mua nhà và chúng ta trả góp, và thứ ba là chúng ta thuê nhà. Thế thì ở trong cái giả định này thì chúng ta sẽ cứ cho rằng là chúng ta mỗi tháng chúng ta có khoảng dư ra một số tiền khoảng tầm 20 triệu, có thể là chúng ta dùng để đầu tư, hoặc là nếu mà trong trường hợp là chúng ta thuê thì chúng ta sẽ phải trả tiền thuê và số tiền còn lại thì chúng ta đầu tư, hoặc là chúng ta mua nhà trả góp thì chúng ta sẽ phải một phần là chúng ta trả góp cho ngôi nhà đó và một phần là chúng ta dùng để đi đầu tư. Và trong cái ví dụ này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái giả định đó là chúng ta đã có khoảng tầm 2 tỷ để chúng ta hiện tại đang có rồi, để chúng ta xem là chúng ta có nên mua đứt một ngôi nhà hay không. Thế thì trong cái video này thì tôi sẽ sử dụng một vài cái website để làm nghiên cứu, và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Thì đầu tiên thì cái giả định đầu tiên đó là chúng ta sẽ lên fina.com.vn, là một website để kết nối để có thể vay mua nhà, để chúng ta cho các cái con số của chúng ta vào cái công cụ tính của họ để xem là liệu là chúng ta sẽ phải trả cái mức giá tiền hàng năm là bao nhiêu để chúng ta mua nhà trả góp. Có một số cái giả định mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta xây dựng cái khoản vay mua nhà trả góp của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta sẽ mua một ngôi nhà với giá khoảng tầm 2 tỷ. Thứ hai là chúng ta sẽ vay khoảng tầm 70%, tức là ngay lập tức khi mà chúng ta mua nhà thì chúng ta sẽ trả trước khoảng tầm 600 triệu. Với cái mức lãi suất năm đầu tiên là gọi là lãi suất ưu đãi, nó sẽ rơi vào khoảng là 7,5%, và trong khoảng tầm 24 năm còn lại thì chúng ta sẽ trả lãi suất thả nổi. Và lãi suất thả nổi này thì tôi chỉ để một mức khá là thấp, đó là rơi vào khoảng tầm 10%. Và khi mà chọn cái khoản vay này thì chúng ta hãy nhớ là chọn cái option đó là chọn trả lãi đều đặn hàng năm, để khi mà chúng ta làm cái phép tính thì nó sẽ dễ hơn. Và theo cái công cụ tính lãi này ấy, thì hàng tháng chúng ta sẽ phải trả cái tiền lãi trả góp rơi vào khoảng tầm 10.345.000, hay là một năm thì chúng ta sẽ phải trả cái số tiền trả góp này, nó sẽ rơi vào khoảng là 124.500.000. Ok. Tiếp theo đó là nếu mà chúng ta đi thuê nhà thì chúng ta cũng sẽ đặt một cái giả định, nó sẽ khi mà chúng ta đi thuê nhà thì chúng ta sẽ phải thuê nhà với cái mức giá nó rơi khoảng tầm 110 triệu một năm đối với căn nhà mua giá 2 tỷ. Và khi mà lên cái nghiên cứu này thì tôi sẽ sử dụng website nó tên là dhomes.com.vn. Và ở đây thì có một cái bật mí nhỏ nhỏ, đó là đây chính là cái dự án startup mà tôi đang làm CEO, và tôi đang phát triển cái công cụ để cho những cái người nào mà cần mua nhà hoặc cần đầu tư vào bất kỳ loại sản phẩm bất động sản nào có thể lên đây để nghiên cứu các cái dự án cũng như là các cái bất động sản ở trong và ngoài cái khu vực đô thị. Anyway, thế thì tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ tính là nếu mà khi mà chúng ta mua nhà thì liệu mà chúng ta bán cái ngôi nhà đó trong tương lai thì chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền. Thế thì ở trong cái cách mà lên dòng tiền này thì tôi sẽ cho một cái giả định, đó là nếu mà chúng ta mua nhà vào bây giờ thì trong vòng khoảng tầm 25 năm nữa thì cái giá nhà nó sẽ khoảng gấp đôi. Và ở trong cái mức mà định giá nhà của tôi thì tôi cho rằng là một cái giá nhà chúng ta mua bây giờ 2 tỷ thì 25 năm nữa chúng ta có thể bán được với giá khoảng tầm 4 tỷ. Và đây là một cái giả thuyết thôi. Và vì nếu mà chúng ta mua nhà tại các đô thị như là Hà Nội hay Sài Gòn thì cái khả năng tăng giá trong tương lai nó có thể là không quá nhiều, vì những cái nhà ở trong khu đô thị thì sẽ được định giá khá là đúng so với giá trị thực của nó. Và nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ chọn một cái khoản đầu tư mà gọi là khá là đơn giản, đó là chúng ta chỉ đầu tư vào các quỹ ETF với một cái mức lợi nhuận hàng năm nó sẽ rơi vào là 12% một năm. Và sau khi mà chúng ta lắp tất cả các con số tôi đã vừa nói xong vào cái bảng tính để chúng ta tính ra được dòng tiền trong từ năm bây giờ cho đến 25 năm tới thì chúng ta sẽ ra được một cái mức số tiền ở cuối là như thế này. Như là các bạn thấy trên màn hình ấy, thế thì cái số tiền mà chúng ta có ở cuối kỳ 25 năm đó là nếu mà chúng ta mua trả góp thì chúng ta sẽ có số tiền là 38,9 tỷ. Nếu mà chúng ta chọn cái option là chúng ta mua đứt
thì cái số tiền chúng ta có sẽ là 32 tỷ. Và nếu mà chúng ta thuê nhà và số tiền còn lại là chúng ta để mang đi đầu tư thì chúng ta sẽ có là khoảng 49 tỷ. Và nếu mà so sánh ba cái option này thì chúng ta có thể thấy là so sánh giữa việc mua đứt và mua trả góp thì mua trả góp chúng ta sẽ có số tiền nhiều hơn là 20%. Còn nếu mà so sánh với việc là mua đứt và so với cái việc là chúng ta chỉ đi thuê và chúng ta đầu tư số tiền còn lại của chúng ta thì chúng ta sẽ có số tiền nhiều hơn là 53%. Và cái việc này thì cũng không quá ngạc nhiên vì đầu tư trong quá trình lâu dài nó sẽ luôn luôn tốt hơn là chúng ta dùng số tiền đó để chúng ta chôn ở một chỗ. Và thứ hai nữa là số tiền mà chúng ta đầu tư càng sớm để chúng ta có lãi kép ấy, thì chúng ta sẽ có càng nhiều tiền về sau. Và tôi tin rằng ấy, là cái chênh lệch 53% là một cái chênh lệch đủ lớn để chắc chắn là 100% số người đang xem cái video này thì chúng ta đều thấy rằng đó là chúng ta không nên mua nhà mà chúng ta nên thuê và số tiền còn lại chúng ta mang đi đầu tư. Ở đây là chúng ta còn chưa nói đến cái việc là chúng ta có những cái khoản đầu tư tốt hơn so với cái việc là chúng ta đầu tư chỉ đơn giản là đầu tư vào các cái quỹ ETF. Nếu mà chúng ta chọn được những cái chứng khoán ở trong những cái năm qua, chúng ta có thể là trong cái rổ 10 chứng khoán mà chúng ta mua, chúng ta chỉ cần chọn được 2 chứng khoán có thể outperform được các số chứng khoán còn lại, thì tôi tin rằng là cái trung bình lãi suất một năm nó có thể lên đến tận 15-20% một năm. Nếu mà trong các năm vừa qua chúng ta chỉ cần chọn được hoặc là HPG, hoặc là MWG, hoặc là FPT thì tôi tin rằng là cái rổ chứng khoán chúng ta sẽ còn tốt hơn nữa. Và có thể là cảm ơn các bạn đã xem cái video đến cái thời điểm này. Và nếu mà các bạn thấy cái video này đang giúp đỡ các bạn ấy, thì các bạn hãy giúp tôi một cách, đó là các bạn hãy subscribe và like cái video này. Và điều đó sẽ giúp tôi rất là nhiều trong cái việc là có thể truyền bá được cái video này đến được với những người mà đang cần nó. Cảm ơn các bạn và hãy xem video tiếp nhé. Về việc mua nhà thì tôi muốn làm thêm một phần nữa, đó là cái cảm xúc của chúng ta khi mua nhà nó là như thế nào. Và tôi tin rằng là đối với tôi cũng như là các bạn thì chúng ta sẽ phải chịu khá nhiều áp lực khi chúng ta nghĩ đến cái việc là mua nhà hay là mua xe. Thứ nhất là áp lực đối với bản thân chúng ta. Chúng ta cảm thấy là chúng ta cần phải có một cái nơi ở ổn định. Và chúng ta cảm thấy là nếu mà chúng ta đi thuê nhà thì chúng ta sẽ bị không được chắc chắn là chúng ta ở một nơi, và có thể dễ dàng là bị mất cái sự ổn định đó khi mà chủ nhà họ không cho chúng ta thuê nữa, hay là chúng ta phát sinh, là chúng ta lập gia đình hay chúng ta có con thì chúng ta phải thuê nhà mới. Thế thì đấy là áp lực đầu tiên. Và cái áp lực thứ hai đó là áp lực về xã hội. Về áp lực về xã hội thì có thể là từ chính bố mẹ chúng ta. Bố mẹ thì luôn luôn mong muốn các con sẽ được ở một cái nơi ở rất là tốt, ở một cái nơi ở rất là đẹp. Thứ hai nữa là áp lực từ bạn bè. Có thể là chúng ta thấy là bạn bè có những cái ngôi nhà rất là đẹp, rất là sang, và chúng ta cảm thấy là chúng ta ít nhất là phải có như họ, hoặc là thậm chí là chúng ta muốn là có nhiều hơn họ, và chúng ta muốn là chúng ta bỏ ra số tiền ngay từ bây giờ để chúng ta có được cái sự gọi là tự hào, hãnh diện về bản thân. Thế nhưng mà tôi tin rằng ấy, đó là chỉ là những cái cảm xúc ngắn hạn mà thôi, và chúng ta không nên đánh đổi cái cảm xúc ngắn hạn đó để chúng ta hy sinh cái tương lai của chúng ta. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nhìn lại, trong tương lai nếu mà các bạn có thêm được 20 tỷ thì các bạn sẽ làm gì? Tôi tin rằng là các bạn sẽ làm được những cái thứ nó có ý nghĩa hơn và sẽ hay hơn rất là nhiều, hơn là chỉ có một ngôi nhà. Có 20 tỷ thì chúng ta có thể chăm lo được cho bố mẹ tốt hơn. Có 20 tỷ chúng ta có thể cho con của chúng ta đi du học được. Có 20 tỷ chúng ta có thể, lúc đó chúng ta có thể đi du lịch thoải mái, chúng ta có thể tận hưởng cái cuộc sống khi mà chúng ta, thậm chí là chúng ta có thể nghỉ hưu sớm nếu mà chúng ta đầu tư và chúng ta tích cóp ngay từ bây giờ. Vì cho nên là đối với tôi thì cái logic về việc không mua nhà là một cái thứ rất là rõ ràng. Và cái việc đó cũng là cái việc mà tôi đã nói chuyện với bạn đời của tôi, với vợ của tôi trước khi mà chúng tôi lấy nhau. Và tôi cũng làm rất rõ với bố mẹ của tôi ấy, đó là nếu mà về sau con mà có lấy vợ thì cái việc mà bọn con ở bên ngoài, của bọn con đi thuê, nó là một chuyện rất là bình thường. Và bố mẹ cũng đừng lo về cái việc là bố mẹ phải lo cho bọn con là nếu mà chúng con không có nhà, vì đó là cái lựa chọn của chúng con, đó là chúng con muốn là về sau chúng con sẽ có nhiều tiền và có được một cái cuộc sống tự do tài chính sớm hơn. Để kết ấy, thì tôi tin rằng là cái cuộc sống của chúng ta, đó là cái kết quả của cuộc sống của chúng ta, là một chuỗi của những cái việc mà chúng ta đưa ra quyết định một cách rất là logic. Và cái việc mà mua hay là thuê nhà cũng là một trong những cái quyết định như vậy. Và nếu mà các bạn đang xem cái video này thì tôi mong rằng là cái logic của cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể đưa ra một cái quyết định tốt hơn và đúng đắn hơn. Đó là chúng ta không nên mua nhà, ít nhất là đối với cái thị trường hiện tại bây giờ, với lãi suất cao như bây giờ và cái thị trường đầu tư còn đang tiềm năng như bây giờ, thì chúng ta đều có thể đưa ra được quyết định, đó là chúng ta không nên mua nhà mà chúng ta nên thuê nhà, và chúng ta dùng số tiền đang có để chúng ta đầu tư. Và chúc các bạn sẽ ra được một cái quyết định đúng, và
Nếu mà các bạn có comment gì, các bạn có hỏi gì thì các bạn hãy comment ở dưới cho Sơn nhé. Và tôi sẽ giải thích nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn. Sơn Đào signing out.